Cái gọi là khí phủ chính là nhân thể một chỗ huyền diệu chi điểm, như có như không, khó mà phát giác, chỉ có tại lúc bắt mạch đều mở mới có thể gây lên công minh cộng minh. Tiến tới kỳ khai tịch, chân chính liên thông với kinh mạch trong thể nội. Phủ khí phân thành 4 cấp biệt, phổ biến nhất là vô sắc khí phủ, cao cấp nhất là thanh sắc khí phủ, sau đó là tử sắc khí phủ, cấp biệt cao nhất lại là kim sắc khí phủ. Ồ, xuất hiện rồi, là thanh sắc khí phủ. Không đúng, không phải là thanh sắc, mà là tử sắc khí phủ. Không ngờ căn cốt của Tô Ấu Vi lại mạnh như vậy. Có tử sắc khí phủ đều là có, đều là những thiên tài cấp bậc cấp biệt đỉnh cao. Khí thế tiết ra từ trên người của Tô Ấu Vi mạnh hơn trước gấp nhiều lần rồi. Không hổ là giữa khí cảnh, quả nhiên không giống nhau. He he, cảm ơn điện hạ. Có điều khí phủ của ta cảm giác có chút không đúng cho lắm. Khí phủ không phải đều là hỗn nguyên nhất thể sao? Phân thành hai là có ý gì? Chu Nguyên quay đầu đi, ta giúp cô Ấu Vi xem sao. Tô Ấu Vi mau cởi y phục ra đi. Ồ, hóa ra là vậy. Khí phủ của cô bị phân chia rõ ràng thành hai khối. Nếu như tao đoán không sai thì khí phủ của cô có thể là thứ trong truyền thuyết âm dương khí phủ. Âm dương khí phủ, đó là thứ gì vậy? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Yên tâm đi, âm dương khí phủ này không hề có hại, ngược lại còn rất có lợi lớn. Mà ích lợi lớn nhất trong đó là có thể đồng thời tu luyện hai công pháp. Nhưng bắt buộc phải tu luyện hai loại công pháp âm dương thuộc tính, không thể tu luyện hai công pháp song âm hoặc là song dương. Hơn nữa cô tu luyện hai loại công pháp âm dương, khoảng cách đẳng cấp giữa hai thứ đó không thể để lớn. Nếu không sẽ phá vỡ cân bằng, sẽ gây nên xung kích, tự diệt khí phủ. Có điều nếu như một ngày có thể phá vỡ ngăn cách giữa hai khí phủ để đạt đến âm dương tương dung, lúc đó cô sẽ trở thành sự tồn tại mạnh nhất trên đời này. Dương thuộc tính công pháp, đúng lúc viêm lôi quyết của Hoàng thất ta chính là dương thuộc tính, muội cầm đi. Điện hạ, đây là thứ mà thiên tài của Hoàng thất mới được tu luyện. Nó quá quý trọng, ta không thể lấy được. Chỉ là tứ phẩm nguyên khí mà thôi. Ta còn nghi ngờ phẩm giai của nó không đủ cơ. Có điều, ta hiện giờ không có năng lực. Về sau nếu tìm được thứ cao cấp hơn, sẽ chuyển lại cho muội để tu luyện. Vâng. Nếu đệ ấy đã cho cô ấy một loại công pháp dương thuộc tính rồi, vậy ta sẽ cho cô một loại công pháp âm thuộc tính tương đương với nó. Tên là Hàn Minh Chân Kinh. Có thể tu luyện ra tứ phẩm hàn minh khí. Có điều nhất định phải chú ý đến sự cân bằng của âm dương khí phủ. Một khi cân bằng bị phá vỡ, âm dương mất đi sự cân bằng sẽ bị phản phệ. Ta hiểu rồi, yêu tỷ. Một bên thanh nhã yêu kiều, một bên tinh trí không linh, giống như trăng sao giao ánh sáng, thật sự khiến người ta vui lòng. Chu Nguyên, Kim Viên Bản Sơn nguyên văn cổ đệ đã luyện xong chưa? Rảnh rỗi vậy sao? Đệ đi luyện bây giờ đây. Biên giới phía bắc của Đại Chu Vương Triều, Thương Lan Quận. Điện hạ, phía trước chính là Thương Lan Thành rồi. Nhân mã của chúng ta quá nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh Thương Lan Quân cung thôi. Trời cũng tối rồi, vậy đến cung trại trước đã, ngày mai mới đến gặp vệ tướng quân. Đứng lại, các ngươi đến từ đâu? Cấm quân thống lĩnh Lục Thiết Sơn. Ta nghe theo lệnh của Tần Vương đến Thương Lan Quận. Đang định đến Thương Lan Quân cung trại, hóa ra là Mục thống lĩnh. Vệ Tinh Tinh đã từng nghe gặp rồi. Vệ Tinh Tinh xem ra là con gái của vệ tướng quân, hóa ra là thiên kim của vệ tướng quân. Ở đây không có thiên kim của quận thủ phủ, chỉ có Thương Lan quân phó thống lĩnh Vệ Tinh Tinh. Vị này là Chu Nguyên điện hạ, là người cùng ta đến đây. Đây chính là điện hạ đã kích bại nhị công tử của Thái Vương sao? Nhìn qua chỉ là một điện hạ phong lưu thích du ngoạn khắp nơi. Xem ra phủ thí lần trước có gì đó mờ ám.
Hóa ra là Trung Nguyên điện hạ. Đi theo ta đi. Ồ, xem ra chúng ta không được chào đón cho lắm. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, chúng ta đành phải cúi đầu thôi. Một vạn cấm quân đi vào Thương Lang Quân Cung, lập tức thu hút ánh mắt của vô số người. Những ánh mắt này đều mang vẻ háo kỳ và như khiêu khích, muốn nhìn xem cấm quân hoàng cung phải chăng có tư cách cùng mình nổi danh. Ở Đại Chu này, quân đội mạnh nhất chính là cấm quân, Thương Lan quân và Đại Vương vệ. Hóa ra đây chính là vị điện hạ nổi danh đã lâu. Đi đường xa xôi còn mang theo nữ nhân, đúng là nhàn nhã. Vị này là biểu tỷ của ta, Vệ Đinh. Ngươi chính là Trung Nguyên sao? Lúc trước ta cũng nghe có thể coi là gặp qua mặt rồi, xem ra đã bị nhắm trúng rồi. Ta là Tài Hạo, nghe nói đệ đệ của ta bị ngươi chặt đứt một cánh tay, toàn thân tiết phát ra nguyên khí mạnh mẽ gây chấn động, dưỡng khí cảnh cao thủ. Hơn nữa khí tức này dường như có chút quen thuộc. Quyền cước vô nhãn, hắn ta vốn dĩ chẳng có bản lĩnh gì, cũng chẳng trách ai được. Đúng vậy, tiểu tử đó bản lĩnh không bằng ngươi, bị mất một cánh tay cũng đáng đời. Có điều ta phải nhắc nhở điện hạ một chút, ở đây là Thương Lan quận, lân cận Hắc Uyên, một điện hạ chết ở đây cũng không phải là hiếm thấy nhé. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận hơn, nếu một vị điện hạ chết không là gì, vậy một Tề Vương Thế Tử chết thì càng chẳng không là gì. Ban đêm, Thương Lan quân cung chạy để tiếp đón Chu Nguyên cùng đoàn người, cung tại tổ chức đêm hội câu hỏa. Ngọn lửa bùng cháy trong đêm chiếu sáng cả một vùng. Điện hạ, bao nhiêu huynh đệ của Thương Lan quân chúng tôi luôn muốn có thể giao hữu với các huynh đệ cấm quân, cũng vì muốn thêm chút hưng phấn cho buổi tiệc, nhiệt nhiệt thêm một chút, không biết ý của điện hạ thế nào. Nói hay lắm, uống rượu nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì, bọn ta sớm đã muốn cọ sát với cấm quân rồi. Điện hạ, các vị huynh đệ, bây giờ có người muốn khiêu chiến, các vị huynh đệ hãy tiếp đãi cho tốt, đừng làm mất mặt cấm quân chúng ta. Vô, ai muốn lên trước sân, ai muốn lên sân trước. Để ta, cấm quân vô địch, vị tiểu đệ Thương Lan quận nào muốn lên thử sức đây? Được, Thương Lan quân, tôn mãnh ta ứng chiến. Ha ha, rất tốt. Cả hai bên lần lượt đều có cao thủ vào sân, không khí náo nhiệt vô cùng. Chu Nguyên cũng đứng xem đầy hứng thú. Các chiến sĩ này chiến đấu trên sa trường, ra tay rất hung mãnh, vượt xa so với các học viên ở Đại Chu phủ. Điện hạ, lúc trước nghe nói điện hạ uy lực vô cùng ở trong Đại Chu phủ thí, mọi người sau khi nghe được vô cùng hiếu kỳ, không biết điện hạ có thể ra tay cho chúng ta được mở rộng tầm mắt hay không. Đương nhiên, nếu thái tử cảm thấy không cần thiết thì thôi vậy. Suy cho cùng, những người có thân phận như bọn ta cũng kém xa điện hạ rất nhiều. Nếu mọi người đã hưng phấn như vậy, vậy ta cũng không thể làm tụt hứng của mọi người. Đến đi. Nghe nói điện hạ đã đánh bại đệ đệ của ta, đã thông bát mạch ở phủ thí. Lần này ta sẽ phái một bát mạch giả thực sự để so tài với điện hạ. Yo, thật là sảng khoái. Nếu ngươi thắng, trung phẩm nguyên binh này sẽ là của ngươi, hãy giao cho ta. Gừ, hừm, đánh hay lắm. Thượng phẩm nguyên thuật Viêm Đao Trảm. Hey, xoẹt, boom. Có người bị đánh lui rồi, là ai nhỉ? Hừ, rắc rắc rắc, keng. Ồ, các ngươi nhìn thấy chưa? Điện hạ đã đánh nát trung phẩm nguyên minh đó rồi, sức mạnh quá tuyệt vời. Điện hạ, điện hạ,
Hóa ra những tin đồn đó thật sự là thật. Ngài đã đánh bại thầy Nhạc. Lúc trước là ta không có mắt. Kính ngài một ly thay lời xin lỗi. Ta cũng kính vệ cô lương một ly. Ha ha, Trung Nguyên Điện Hạ cũng có bản lĩnh lắm. Thảo nào đệ đệ của ta lại bại dưới tay của người. Nói ra thì cũng phải cảm ơn quyền vọng thuật của Tề Vương phủ các ngươi. Ngươi, hai vị ở đây là Thương Lan quận, cho dù ân oán của hai người thế nào cũng đừng phá quy định ở đây. Yên tâm đi, Thanh Thanh sẽ không như vậy đâu. Ngày mai còn phải đưa người đến phủ tướng quân bái kiến vệ tướng quân nữa. Dạo này tâm tình của cha ta không tốt, ngươi đừng đến là phiền ông ấy. Đừng nói như vậy, Thanh Thanh. Nghe nói lần này Tài Hạo đến tìm một vị đại sư có tay nghề trị độc nguyên văn rất thâm hậu, hơn nữa còn tinh thông tam phẩm nguyên văn. Tam phẩm nguyên văn? Đương nhiên. Nhìn Tiểu Bân lâu như vậy, người làm đại ca như ta cũng rất đau lòng. Tài Hạo, có phải là thật không? Điện hạ, nếu như tên Tài Hạo đó có thể chữa khỏi cho vệ bân, vậy chúng ta... ta sẽ không để chúng đạt được đâu. Có điều làm thế nào đây? À đúng rồi, Yêu tỷ, ngày mai người có thể đi cùng ta một chuyến đến phủ tướng quân không? Hôm sau, Thương Lan quận, điện hạ đã chuẩn bị xong chưa? Vị này là Doanh đại sư, là người Tài Hạo mời đến để trị độc cho tiểu đệ. Chúng ta đi thôi. Cũng chỉ biết khắc tam phẩm nguyên thuật mà thôi, mà dám tự xưng là đại sư. Đại sư chân chính còn chưa nói gì đây. Hôm nay ta muốn xem tên Tài Hạo có thể làm được trò chống gì. Thương Lan quận, phủ đại tướng quân. Cha, con đã mời Doanh đại sư có sở trường về nguyên văn về rồi đây. Lần này độc trong cơ thể của Bần Nhi nó không chừng sẽ được trả giải trừ hết. Chu Nguyên tham quyến đại tướng quân. Phụ vương bảo ta chuyển lời hỏi thăm đến ngài. Cũng không tốt lắm nhỉ. Át hẳn vị này là Doanh đại sư đúng không? Tài nghệ nguyên văn của đại sư sớm đã nghe qua. Doanh mẫu tham kiến đại tướng quân. Độc ở trong người của tướng quân chính là chứng ma độc, có phải không? Ta đã từng thấy chứng ma độc, sau đó cũng đã bị ta phá giải rồi. Nếu như đại sư chữa khỏi cho con ta, ta nhất định sẽ hậu tạ lớn. Ha ha, đại tướng quân không cần khách khí, lần này có thể mời Doanh đại sư về. Cũng may là có phụ vương ta trợ giúp, như vậy nghĩa là đã chấp nhận ý tốt của Tề Vương rồi. Nhưng bệnh của Bân Nhi, người làm cha như ta không cam lòng. Vậy thì cảm ơn ý tốt của Tề Vương. Nếu như chữa khỏi cho con ta, ta nhất định sẽ đến tận đây cảm ơn. Sự việc không thể chậm trễ, và bây giờ hãy bắt đầu chữa bệnh thôi. Đại sư mời đi theo ta. Tiểu đệ không phải sợ, bọn họ là những người đến đây để chữa bệnh cho đệ. Đại sư mời bắt đầu. Độc khí đã xâm nhập vào trong xương cốt, rất là nghiêm trọng, kéo dài thêm sợ là sẽ mất mạng. Đại sư, ngài nhất định phải cứu tiểu đệ. Thanh Thanh mọi yên tâm, tài nghệ nguyên văn của Doanh đại sư vô cùng thâm hậu, nhất định sẽ chữa được cho tiểu đệ. Vệ tướng quân và đại tiểu thư hãy yên tâm, đã phu chắc chắn sẽ chữa được. Người đâu, mau cởi áo của vệ công tử ra. Đây là một đạo tam phẩm nguyên văn, có điều nguyên văn này dường như chỉ có tác dụng phụ trợ, cho nên kể cả cơ thể của Tiểu Bân cũng có thể hấp thụ được. Không hổ là Doanh đại sư. Nếu như Doanh đại sư thật sự chữa khỏi được bệnh cho vệ bân, vậy chúng ta ở Thương Lan quận đúng là khó sống rồi. Không có sự hỗ trợ của Thương Lan quân, tranh cướp ở Bắc Uyên di tích cũng sẽ gặp khó khăn lớn. Được rồi, đã xong rồi. Tiểu đệ, không cần lo lắng, nguyên văn của ta đang hóa giải độc tố ở bên trong cơ thể công tử. Chỉ là quá trình này có chút đau đớn mà thôi. Hắc ban biến mất rồi. Chứng ma độc cũng bị phá giải rồi. Đại sư đúng là ân nhân của vệ gia ta. Ha ha, tam phẩm hóa độc văn này có thể hóa giải vạn độc trên đời này. Một chứng ma độc nhỏ bé thôi không thành vấn đề.
Vậy Thương Lan lần này đúng là lợi lớn rồi. Hành động lần này của Tên Vương Phủ ở Hắc Uyên ắt mã đã thành công. Chu Nguyên Điện Hạ, người hãy tạm thời ở lại cung trại đi. Thương Lan quận rất gần Hư Long hỗn tạp, chỉ duy nhất ở trong quận cung mới có thể an toàn. Hừm, Điện Hạ hãy nhân quần sớm mà quay về đi. Các ngươi vui mừng như vậy làm gì? Ha ha, vệ công tử hồi phục sức khỏe, lẽ nào không đáng để vui mừng hay sao? Nếu như thực sự đã chữa trị được độc rồi thì đương nhiên đáng để vui mừng. Chỉ sợ là cố ý tỏ ra công phu nhưng ngược lại lại đi hại người khác. Nhà đầu này từ đâu ra vậy? Ăn nói hồ đồ. Cái gì mà hóa độc văn, đúng là nực cười. Tiểu nha đầu, ngươi mù hay sao? Trên người cậu ấy đâu còn khí độc. Nếu như ngươi nói ở đây ăn nói bậy bạ, đừng trách lão phu không khách khí. Lấy một cây châm bạc ra đây, đâm vào huyệt vị trên sống lưng của cậu ấy. Vệ tướng quân, tên trại sư đó rõ ràng là đã cứu giúp công tử. Nếu như còn bị nghi ngờ, đúng là khiến người ta thất vọng. Vệ tướng quân, chuyện này liên quan đến tính mạng của công tử, tốt nhất là hãy kiểm tra rõ ràng, tránh khỏi về sau hối hận không kịp. Lấy châm bạc ra. Chỉ đâm vào ba huyệt vị trên sống lưng thôi sao? Độc trên toàn thân của công tử đều đã bị đại sư ép vào ba chỗ đó rồi. Chỗ khác không cần, chính là ở đấy. Đây đây nè. Chướng ma độc. Dám hỏi danh đại sư, chuyện này là như thế nào? Cái này có lẽ độc tố vẫn còn tàn lưu lại một chút, có thể vẫn chưa trừ sạch sẽ. Đại tướng quân, nếu không thì để danh đại sư thử lại một lần nữa đi. Đạo nguyên văn của ông căn bản không phải là hóa giải độc văn gì cả. Ông chỉ là dùng áp độc văn áp chế tạm thời chướng ma độc này mà thôi. Sau một năm, chứng ma độc sẽ lại bạo phát. Đứa trẻ này chết chắc rồi. Ta nghĩ những người mà ông dùng hóa độc văn để chữa trị cho về trước, sợ là đều chết rất thảm rồi. Đáng ghét. Muốn chạy, vù. Nhốt lại. Đợi ta tự tay xử lý. Người đâu? Mời Tề Thế Tử nuôi xuống nghỉ ngơi. Cùng với sự rời khỏi của danh đại sư và Tề Hạo, vệ gia lại rơi vào tuyệt vọng. Đợi đệ. Khóc cái gì, người còn chưa chết mà. Lúc trước là vệ mẫu ta đã có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, không biết cô nương có cách gì cứu con trai ta không. Ta không cứu, có điều cậu ta có thể. Cái gì ta? Chu Nguyên Điện Hạ. Yêu tỷ muốn chơi đệ sao? Ta làm gì có bản lĩnh đó chứ. Bây giờ không phải là lúc để tỷ thể hiện bản thân hay sao? Khiến họ dùng mình run rẩy hay sao? Yêu tỷ, ta có thể cứu thế nào đây? Cần thời gian 10 ngày. Cậu ấy nói cần chuẩn bị một chút nguyên liệu để khắc họa nguyên văn. Tốt quá rồi, xem ra yêu tỷ đã nắm chắc phần thắng nào. Được, ta lập tức chuẩn bị phòng cho các vị. Điện hạ và mọi người hãy ở phủ tướng quân đi, ở đây rất an toàn. Chuyện đã như vậy, vậy phải nắm chắc cơ hội này. Đại tướng quân, ta có thể cứu vệ công tử, có điều ta có hai điều kiện. Chu Nguyên đưa ra hai điều kiện. Một là vệ Thương Lan sẽ giúp mình cướp về Ngọc Anh Quả và Hỏa Linh Tuệ. Hai là muốn thôn nguyên thạch của vệ tướng quân. Ta đồng ý. Chỉ cần Điện Hạ cứu được con trai ta, hai điều kiện này đều không có vấn đề gì cả. Chu Nguyên Điện Hạ, thực sự có thể giải được chứng ma độc sao? Chúng ta có thể tin tưởng hắn không? Bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Hy vọng cậu ấy không lừa ta. Phòng khách phủ đại tướng quân, Điện Hạ, người thực sự giải được chướng ma độc hay sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Vậy sau 10 ngày, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi Thương Lan quận rồi. Yêu tỷ đang đùa ta sao? Với trình độ của tỷ, muốn giải chướng ma độc đó còn không phải là việc có thể vẫy tay là xong hay sao? Tên đó lúc trước uy hiếp ta, còn muốn ta tự tay cứu người ấy mơ đi. Quả nhiên là thú dai. Nhưng ta căn bản không biết gì về nguyên văn giải độc.
Huống hồ chứng ma độc đó lại hại như vậy, ta giải quyết thế nào đây? Cầu xin tỷ đó. Muốn giải chứng ma độc đó có lẽ không khó, đã phải mau chóng chuẩn bị tốt những thứ ghi trên tờ giấy này. Độc huyết của các nguyên tố đều là những vật kịch độc. Cái gì? Yêu tỷ, tỷ muốn giết vệ công tử đó sao? Đừng nói vậy, những thứ này đều là nguyên liệu khắc họa nhị phẩm nguyên văn thiên nghĩ thực độc văn, là để lấy độc trị độc thì vẫn là độc thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đi chuẩn bị đi. Vâng. Cảm thấy thật là nguy hiểm, xem ra vẫn phải chuẩn bị tốt đường thoát thân thôi. Vậy được, yêu tỷ, chúng ta bắt đầu học thiên nghĩ thực độc văn nào. Ồ, bắt đầu được chưa? Để mai đi, hôm nay ta mệt rồi. Ồ, yêu tỷ khách khí quá. Đúng là yêu tỷ giang hồ của ta, không nói nhiều, không thể trêu được. 10 ngày tiếp theo, để ngăn chặn vệ thương nan vì đoạn tử tuyệt tôn mà phát điên, Chu Nguyên đành nỗ lực chăm chỉ học tập khu độc chi pháp mà yêu yêu dạy. Điện hạ nói nhất định sẽ không sao. Vậy sao? Bảo ta đi lấy một vố vật cực độc về, ta vẫn nên chuẩn bị đường thoát thân thì hơn. Bọn họ mua rất nhiều như vậy cực độc ở trong thành, thật là sẽ không sao chứ. Vị điện hạ này rất thông minh, cậu ấy có lẽ rất rõ làm loạn lên với Tiểu Vân sẽ có hậu quả như thế nào. Toàn là độc vật, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Đến lúc đó nếu như khiến bản thân giày vò mà chết, xem vệ thương nan sẽ phát điên như thế nào. Nếu như Chu Nguyên thực sự có sai sót, tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót rời khỏi đại tướng quân phủ. Chuẩn bị xong cả rồi, đi thôi, sống hay chết thì xem ý trời. Hậu viện phủ đại tướng quân. Điện hạ, chỗ này đều là độc vật đó, ngài định làm gì vậy? Đây là nguyên liệu sử dụng để khắc họa nguyên văn lấy độc trị độc, còn cụ thể thế nào đợi một lát nữa các ngươi sẽ biết. Có điều đại tướng quân hãy yên tâm, ta biết chừng mực mà, tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng. Điện hạ hãy cứ từ từ ra tay. Nguyên liệu đều đã điều chế xong rồi, bắt đầu thôi. Soạt. Hả? Chỉ là nhất phẩm nguyên văn thôi sao? Khắc họa tám đạo nhất phẩm nguyên văn. Phương thức khắc họa nguyên văn này giống như bài binh bố trận. Tiếp theo là nhị phẩm nguyên văn, thiên nghĩ thực độc văn. Phức tạp quá. Đây là một đạo nhị phẩm nguyên văn. Nguyên văn đã khắc họa xong rồi, kích hoạt. Xẹt. Cuối cùng cũng đến rồi, thời khắc quan trọng nhất. Chứng ma độc đang lan ra rồi. Cậu ấy đang khống chế nhất phẩm nguyên văn, nghiền nát những chứng ma độc bạo phát ra ngoài, sau đó sẽ do nhị phẩm nguyên văn dần dần nuốt vào. Những vết màu đen trên da của Tiểu Bân đã biến mất rồi, độc vừa nãy bạo phát ra rồi bị hóa giải rồi. Lợi hại quá. Sự khống chế của điện hạ với những nguyên văn này giống như hành binh đánh trận vậy, làm chứng ma độc bị phân đoạn và yếu đi, rồi rơi vào một mẻ lưới. Cho dù chỉ là nhất phẩm nguyên văn hợp lại, lại có thể phát huy công hiệu lớn như vậy, tốt quá rồi. Xem ra tiểu đệ cuối cùng cũng được cứu rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Muốn hóa giải hoàn toàn chứng ma độc cần phải chiến đấu lâu dài. Trong căn phòng, những làn sương đen không ngừng bay lên. Cuộc chiến giữa nguyên văn và chứng ma độc vẫn còn tiếp tục. Từng luồng chứng ma độc dần dần bị hút ra ngoài. Nguyên văn không ngừng công kích, làm nhạt đi độc tố, thậm chí bắt đầu phá nát cục bộ. Cho nên cùng với Chu Nguyên không chế trận hình, vẫn phải tu bổ nguyên văn không ngừng duy trì trận hình. Chu Nguyên điện hạ, kể cả là Chu Nguyên là thần hồn cảnh giới cơ cảnh trung kỳ, nhưng đồng thời khống chế nhiều nguyên văn như vậy, gặp tình trạng không ngừng tiêu hao sức lực cũng đã đạt đến cực hạn. Chỉ đành dựa vào độ bền dai, cắn răng kiên trì.
đến sự đau xót khi mồ hôi chảy vào mắt, cũng không bận tâm đến. Thời gian chậm chạp trôi đi, bất giác đã 2 canh giờ. Tiếng ma đầu không trên người của vệ bân ngày càng ít đi, hơn nữa còn nhạt đi rất nhiều. Chính vào lúc mọi người thở phào một tiếng, chứng ma độc đột nhiên bạo phát tràn ra xung quanh, công kích ra 4 hướng. Chứng ma độc này muốn chạy thoát ra 4 hướng, nó muốn thâm nhập vào nơi sâu nhất ở trong cơ thể của vệ bân. Vậy sao? Vậy phải làm sao? Yên tâm, chạy không thoát đâu. Bạo phát đi. Thiên nghĩ thực độc văn, nuốt cho ta. Xoẹt. Mười năm phút sau, tan biến hết rồi. Phụ, thật may mắn mọi chuyện đã ổn rồi. Đầu choáng váng quá. Còn không đứng dậy, ta bảo thôn thôn cắn người đó. Gừm, xin lỗi yêu tỷ, tiểu đệ, tỷ. Điện hạ không cần nói nhiều. Vậy ra ta sẽ khắc ghi tấm ân tình này. Đại tướng quân, điều nên làm, đại tướng quân mau đứng lên đi. Đại lễ thế này ta không dám nhận đâu. Người đâu, mau đem thôn nguyên thạch này về cho điện hạ. Điện hạ, chuyện ở Hắc Uyên ta sẽ nói rõ cho điện hạ sau. Những thứ ta đồng ý với điện hạ, ta sẽ giúp sức thành toàn. Đa tạ đại tướng quân. Chu Nguyên chữa khỏi bệnh cho vệ bân rồi, sao có thể như thế được? Cố gắng một năm nay ở Thương Lan quận đều tan thành mây khói rồi, tên Chu Nguyên này lại dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Đại công tử, chúng ta không thể ở lại Thương Lan quận nữa, nếu không sẽ bị nhắm đến. Vậy Thương Nan, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Xoẹt. Chúng ta đi, rời khỏi Thương Nan quận. Nếu như vậy Thương Nan dám giúp đỡ Chu Nguyên tranh đấu với Tề Vương Phủ, ta sẽ khiến hắn hiểu rõ trong mắt của Tề Vương Phủ vậy Thương Nan hắn không hề quan trọng như vậy. Chu Nguyên, đừng cho rằng có vậy Thương Nan rồi thì ắt sẽ thắng. Ngươi dám động tay vào Hỏa Linh Tuệ thì Hắc Yên này sẽ chính là nơi chôn cất xương cốt của ngươi. Phòng khách phủ đại tướng quân, điện hạ người đến rồi. Đại ân của ngài vệ gia ta sẽ mãi khắc ghi. Đại tướng quân không cần đa lễ, suy cho cùng vẫn là phải cảm ơn yêu tỷ. Điện hạ mời ngồi. Ta nghĩ mục đích chuyến đi lần này của ngài có lẽ là vì tòa di tích ở trong Hắc Yên, đúng không? Hỏa Linh Tuệ đối với đại chu mà nói vô cùng quan trọng, bọn ta nhất định phải lấy được nó. Nếu để rơi vào tay của kẻ khác, đó là mối nguy hại vô cùng lớn. Điện hạ yên tâm, vệ Thương Lan ta dạ tâm không lớn, chỉ muốn bảo vệ gia đình bình an. Đó chỉ là tấm lòng nhỏ của ta, mong đại tướng quân đừng trách. Không sao, điện hạ chắc cũng biết nội tình ở Hắc Uyên, vẫn mong đại tướng quân chỉ dẫn. Hắc Uyên rất rộng lớn, những thứ mà bọn ta biết về Hắc Uyên thực sự chỉ là vùng bên ngoài. Rất nhiều năm về trước có rất nhiều cường đại thế lực, hiện nay đã biến mất rồi. Di tích này theo tình báo mà bọn ta nhận được, có lẽ là do một thế lực cổ xưa tên là Chiến Khôi Tông còn lưu lại. Chiến Khôi Tông, bọn họ rất giỏi chế tạo hình nhân để chiến đấu, uy lực cực kỳ mạnh. Di tích này trải rộng trên tất cả các chiến khôi, vô cùng nguy hiểm. Khó giải quyết nhất là trong di tích đó tồn tại một tôn cự mãng chiến khôi. Lấy tứ phẩm mãng thuộc nguyên thú hồn nạp thạch tâm, kể cả cường giả thái sơ cảnh gặp phải cũng cực kỳ nguy hiểm. Tứ phẩm mãng thuộc thú hồn, nhưng có nghĩa là phải diệt trừ khôi lỗ mạnh hơn thái sơ cường giả đó, thật khiến người ta đau đầu. Muốn tu luyện tổ long kinh đúng là rất khó khăn trùng trùng. Ngoài sự nguy hiểm ở trong di tích ra, những yếu tố khác cũng không thể xem thường. Các thế lực phổ thông thì không cần chú ý đến, nhưng có một thế lực có thể coi là địch, đó chính là Hắc Độc Vương. Hắc Độc Vương đã ở Hắc Uyên rất nhiều năm. Hắc Độc Thành chính là thế lực lớn nhất ở trong Hắc Uyên hiện giờ. Người này dã tâm rất lớn, lần này có tin tức của Hỏa Linh Tuệ, hắn nhất định sẽ nhúng tay. Đại tướng quân cũng đừng quên có cả Tề Vương Phủ nữa. Hiện nay Tề Uyên đã bị Vương Thượng nhắm vào rồi, chỉ dựa vào Tề Hạo cũng chẳng làm được tích sự gì.
nhưng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Có lý, mau đi thông báo. Phái người canh giữ nghiêm ngặt ở nơi ở của Tề Hạo. Người ở bên trong không được phép ra ngoài. Đại tướng quân có tin tức mới về. Một canh giờ trước Tề Hạo đã rời khỏi quận thành rồi. Không biết hiện giờ thế nào. Tên tiểu tử này cũng thật là nhạy bén, chạy cũng nhanh lắm. Vậy tướng quân, khi nào chúng ta xuất phát? 5 ngày sau ta sẽ tự thân dẫn đội. Thương lan quân của ta có 8 vị thiên quân cường giả, để lại 3 người ở lại thủ thành. Ngoài ra còn có một đội trưởng khi cảnh tinh nhẹ hành quân cùng ta. Cảm tạ đại tướng quân. Hai bên cùng thương lượng một số chuyện nữa, Chu Nguyên mới rời khỏi đó. Nhiều năm không gặp, đứa bé yếu ớt đó cuối cùng đã trưởng thành và trở thành một người hùng rồi. Vương thượng quả là có phúc. Nguyên văn tạo nghệ của cậu ấy thật là kinh ngạc, chỉ là thực lực vẫn còn kém một chút. Nếu như con biết nhiều năm trước đã đến bắt mạch cũng không thể tìm được trên cơ thể của cậu ấy, thì sẽ không nói như vậy đâu. Nhiều năm trước, thật đáng tiếc, vị điện hạ này của chúng ta thân vốn có thánh long khí vận. Kể cả là con ở trước mặt cậu ấy, cũng sẽ không dám nói một lời, chỉ có thể cúi đầu. Nếu như không có hai vị mãnh tướng chi mệnh của đại võ cướp đi vận khí của cậu ấy. Tứ phẩm nguyên khí, viêm lôi khí, xoẹt. Tứ phẩm nguyên khí, viêm lôi khí. Tứ phẩm nguyên khí, hàn minh khí. Hàn minh chân kinh, hỏa lưu quyết. Tu luyện thành công. Chúc mừng, chúc mừng. Âu Vi, thần công đại thành, nhất thống thiên hạ. Ở trong tầm tay rồi. Hừm, điện hạ lại trêu ta rồi. Sao, có muốn thử uy lực xem thế nào không? Hehe, thôi bỏ qua. Thôi bỏ qua đi. Bây giờ sợ là không phải là đối thủ của muội nữa rồi. Trừ phi ta cũng bước vào giữa khí cảnh, dựa vào nguyên văn mới có thể chiến đấu với muội. Đương nhiên rồi, đây chính là tiền đề tu hành, để tu thành đệ nhất trùng của Tổ Long Kinh. Nói đi nói lại, Tổ Long Kinh thật sự khó mà tu luyện. Hiện giờ các nguyên liệu còn chưa tìm được đầy đủ. May mà nhờ có sự nỗ lực, đại bát mạch dạo này cũng ngày càng nới lỏng ra rồi. Muốn đả thông triệt để cũng phải mất không quá lâu nữa. Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ tới Hắc Uyên. Chuẩn bị đồ đạc để xuất phát thôi. Hắc Uyên, Hắc Độc Thành, phủ thành chủ. Ồ, ý của ngươi là Đại Vương phủ muốn hợp tác với ta? Hắc Độc thành chủ, Hắc Độc Vương. Lần này Hắc Uyên xuất hiện di tích, Hoàng thất Đại Chu và Vệ Thương Nan đã liên thủ với nhau. Nếu như Hắc Độc Thành và Tề Vương phủ liên thủ, nhất định sẽ chặn được với họ. Hừm, tên Vệ Thương Nan đó, ta không hề sợ. Hắc Độc Thành tuy được gọi là Bá Bắc Nguyên, nhưng sợ là một cây chẳng chống được vững nhà. Hừm, ngươi thật sự nghĩ ta không biết tên Chu Vương đó không đến? Chỉ cần không có thái sơ cảnh cường giả này, Vệ Thương Nan cũng không thể đánh với ta được. Muốn mượn tay ta đối phó với Vệ Thương Nan, vậy hãy thể hiện một chút thành ý đi. Nếu như Hắc Độc Vương có thể giúp Tề Vương phủ ta lấy được Hỏa Linh Tuệ, Tề Vương phủ bọn ta nhất định sẽ lật đổ Hoàng Thất, lấy đầu được Đại Chu. Đến lúc đó, Thương Lan Quận sẽ thuộc về Hắc Độc Vương. Cũng có lý, ta có thể hợp tác cùng với các ngươi. Có điều, chỉ cần một Thương Lan Quận nhỏ bé thì không thể đả thông ta được. Ta muốn chiếm lĩnh 2 quận thành khác của Hắc Uyên. Cái gì? Đó là dường như là 1/4 lãnh thổ của Đại Chu Quốc rồi. Nếu như không đồng ý, vậy thì mời về cho. Được, chỉ cần Hắc Độc Vương giúp bọn ta lấy được Hỏa Linh Tuệ, 3 quận thành sau này đều là của Hắc Độc Vương. Ha ha, kèo này Hắc Độc Vương ta xin nhận. Hắc Uyên, một vùng đất ngập tràn nguy hiểm và cơ duyên. Trong Hắc Uyên luôn tồn tại hỗn loạn và tàn sát. Kẻ lao mạnh kẻ ấy thắng. Nhưng lần này Chu Nguyên tỏ ra không hề yếu kém, không chỉ nhân mã tinh nhuệ, còn có thái sơ cảnh cường giả Vệ Thương Nan tọa chấn. Và một lúc nào đó có thể tìm thấy được cơ duyên một bước lên trời.
nhưng đại đa số người đều trả ra thành đống xương cho cốt tàn đong lại ở vùng đất hỗn loạn này. Cho nên trên đường không có thế lực nào dám xâm phạm. Ở tình hình này, vỏn vẹn vài ngày, Chu Nguyên và mọi người đã đến được đích của chuyến đi này, Tu Ma Thành. Sau khi sắp xếp được chỗ ở và cả người và ngựa ở trong Tu Ma Thành, Chu Nguyên cùng mọi người thu thập tình báo xuất hiện ở trên đường của Tu Ma Thành. Mỹ nữ đẹp thế này thật là hiếm thấy. Hơn nữa còn có cả đến ba người. Nhìn đi, đừng có trêu chọc bọn họ. Đằng sau có khi nào có thế lực nào đó không thể đắc tội được. Nhìn đi. Bên trong di tích vừa ra một lô hàng mới, các loại bảo vật đều có, đừng bỏ lỡ. Các vị xin hãy xem đây, đây là ngân binh tứ chiến khôi tông mà ra. Tuy bây giờ giá trị của nó đã giảm đi, nhưng năm đó nó đã có lẽ là một kiện huyền ngân binh. Bây giờ chỉ cần 1.900 nguyên tinh đã có thể mang nó đi rồi. Trên đó toàn là những đồ đã hỏng rồi, có lẽ là lấy từ di tích chiến khôi tông. Dùng thần hồn cảm chi một chút, chẳng có giá trị gì cả. Cái gì rõ ràng là đã bị vỡ ra thành những mảnh nhỏ, mà lại bảo là huyền nguyên binh, đến trung phẩm nguyên binh cũng chẳng bằng. Chu Nguyên là thứ ở góc dưới bên trái, có thể mua về xem. Đó là cái gì? Đó là một ngọc bài, nó không đáng tiền, nhưng còn có nguyên văn không hoàn chỉnh. Nguyên văn có thể khiến ta cảm giác được, chắc chắn không phải là thứ đồ tầm thường. Đúng là một yêu tỷ. Lý do này đúng là không thể khiến ta phản bác được. Món đồ này bao nhiêu tiền? Vị khách quan này, món đồ này không hề tầm thường. Cái này chắc phải... Ấy, vệ thương nan, sao ông ấy lại ở đây? Ta nghĩ ông đừng nên moi tiền của ta. Ông chắc chắn ức hiếp được người đứng đằng sau ta không? Những người gửi bán nói là 2.000 nguyên tinh sẽ bán liền. Vậy được, 2.000 nguyên tinh ta lấy. Đợi đã, ngọc bài này ta ra giá 3.000 nguyên tinh. Tài hạo. Tài hạo. Tài vương phủ các ngươi lại muốn đến đây làm chuyện xấu gì, hãy mau quay về đi. Ha ha, món đồ mà Tề Vương phủ đã nhắm trúng. Một câu nói của vệ tướng quân sợ là vẫn không đủ để bọn ta từ bỏ. Ồ, ha ha, vệ thương nan đã lâu không gặp. Hắc độc vương, sao hắn ta lại ở đây? Tính khí của ngươi vẫn ngông cuồng như vậy. Sao nào, ngươi muốn đấu với ta một trận nữa ở đây sao? Ban đầu chịu khổ giết tay ta giờ đã quên rồi sao? Ha ha, thị trấn nhỏ, chỗ chúng tôi không thể đỡ nổi sự tranh đấu của hai vị đâu. Hiện giờ di tích đang ở trước mặt, nếu như chiến đấu ở đây đều bị thương thì sẽ bị kẻ khác coi thường. Hừm, nếu như nhìn thấy người ở trong di tích, ta sẽ giết ngay lập tức. Ha ha, chỉ sợ lần này vệ thương nan ngươi không ra khỏi Hắc Uyên. 5.000 nguyên thạch, 6.000, 8.000, 1.000, 1.500, 2.000. Chu Nguyên điện hạ cũng thật là hào phóng, quân tử không cướp đồ tốt của người khác. Món đồ này để lại cho điện hạ đó, mời hãy cầm lấy. Yêu tỷ, tỷ có thấy đáng không? Có đáng hay không đáng về sau sẽ biết. Ha ha, ngươi chính là điện hạ của đại chu đó sao? Nghe nói ngươi đã giải được chứng ma độc. Hắc độc vương, chứng ma độc đó cũng chẳng có gì lợi hại cho lắm. Ha ha, đúng là tên tiểu tử ngông cuồng. Ở trước mặt ta, vệ thương nan cũng chẳng bảo vệ được ngươi. Sự đau khổ hắn phải chịu khi ở trong tay ta chắc cũng không ít. Ha ha, Tề Vương phủ sẽ cho ta 3 quận thành sau khi được hoàn thành. Nếu ngươi cho ta 6 quận, ta sẽ quay ra giúp ngươi. Ta có vệ tướng quân là đủ rồi. Còn về lãnh thổ của đại chu ta, nếu có người dám nhúng tay vào, giết ngay lập tức. Được được, tốt nhất đừng để rơi vào tay ta. Điện hạ của đại chu xem ra cũng có chút thú vị. Ta thật sự muốn xem thử sao. Đúng là một tên không biết trời cao đất dày.
Đến giữa khi cảnh cũng không có, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Nếu như không có người bảo vệ ngươi, ta đã giết ngươi ngay lập tức rồi. Sẽ có cơ hội đó thôi. Đến lúc đó ta muốn xem là ai giết ai. Vậy tướng quân, nếu ngài và tên độc vương đó giao đấu, liệu có mấy phần thắng? Tu Ma Thành khách sạn. Nếu luận về tu vi thì bọn ta không thể phân cao thấp, nhưng chướng ma độc và mà hắc độc vương tu luyện chính là đỉnh cao của tứ phẩm nguyên khí, âm độc bá đạo, khó mà phòng bị được. Ta năm đó cũng chỉ là bị rơi vào tay hắn như vậy. Hừm, chướng ma độc này quả nhiên thực khiến người ta đau đầu. Yêu tỷ thì có cách, tỷ nghĩ cách cho ta đi. Biết ngay là nuôi ta ra mà. Cái này gọi là vạn mộc ngự độc văn, tam phẩm đỉnh tiên nguyên văn, dùng nó có thể phòng ngự được bách độc. Tam phẩm đỉnh tiêm nguyên văn. Được, có đạo nguyên văn này rồi, hắc độc vương sẽ chẳng có gì uy hiếp với ta được nữa. Vậy tướng quân đã nắm chắc phần thắng, ta cũng yên tâm rồi. Ngày mai chúng ta sẽ di chuyển đi vào chiến khôi tông di tích đó. Đa tạ yêu tỷ. Ban đêm cuối cùng cũng đã thông bát mạch rồi. Đại bát mạch 2. Tiếp theo sẽ là hai tịch khí phủ. Nguyên khí trong cơ thể của Chu Nguyên đang bắt đầu tích tụ lại, hình thành nên một vòng xoáy. Một nguyên điểm xuất hiện ở trung tâm vòng xoáy, như có hư không, không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nguyên khí đi vào, không những khai thiên tịch địa, không gian bắt đầu được sinh ra, cuối cùng hình thành nên khí phủ. Lúc khí phủ khai tịch, sẽ dựa theo căn cốt, thiên bẩm của người đó phân thành 4 đẳng cấp: vô sắc, thanh sắc, tử sắc và kim sắc. Tử sắc khí phủ không tồi. Đột nhiên ở sâu trong khí phủ có một luồng khí lạ, là một luồng nguyên khí khiến cho Chu Nguyên không thể làm quen với nó. Đạo nguyên khí này mang theo hơi vị của khí tức nguyên thủy, giống như vạn vật thuở ban đầu chưa nhiễm trọc khí, tiên sinh chi khí. Luồng nguyên khí này là như thế nào? Nghĩa nào? Lúc ta sinh ra, bát mạch đã tự khai liên tông khí phủ, liên thiên nguyên khí này để tránh khỏi kiếp nạn đó, mới ẩn giấu vào tận sâu trong bên khí phủ. Hiện giờ khí phủ của ta đã được mở lại ra, nó đã cảm ứng được ta, cho nên đã trở về bên ta. Cảm giác mất đi rồi lại có lại, khiến cho Trung Nguyên bỗng không hoài niệm, nhất thời cảm xúc ngổn ngang. Lúc này luồng tiên nhiên nguyên khí đó đi vào khí phủ. Chu Nguyên thấy tử sắc của khí phủ đột nhiên có những tia sáng vàng, ánh sáng vàng giống như mặt trời đang chiếu rọi,